Xin chào mừng các bạn đã đến với Techmart. Điện thoại Sony đang ngày càng thất thế trên thị trường, đó là một điều không cần phải bàn cãi. Và điều này cũng đang đúng với chính thị trường Việt Nam, một nơi vốn từ rất lâu đã khá ưa chuộng các món đồ điện tử đến từ Nhật Bản. Nhưng mà điều đó cũng không đủ để ngăn cản sự suy thoái của Sony Mobile tại nước ta. Từ những động thái hạn chế phân phối rất nhiều các mô đồ so với các thị trường khác, cho đến những chương trình xả hàng giá sốc chưa từng có tiền lệ tại một loạt các hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước, hay là lùm xùm gần đây nhất đó chính là các thông tin về việc công ty Nhật Bản sẽ rút chân ra khỏi thị trường Đông Nam Á, đã và đang là những nét đáng chú ý nhất cho cái kết của mảng di động Sony tại nước ta. Có lẽ cho đến bây giờ, lý do chính xác nhất để nói lên thất bại của Sony trên cuộc chơi di động đã không còn quá xa lạ với nhiều người nữa. Kể cả là những fan hâm mộ chân chính nhất cũng phải thừa nhận rằng công ty Nhật Bản thất bại là đều nằm ở chỉ duy nhất hai chữ, đó chính là bảo thủ. Sau khi tiếp quản một nửa còn lại của Ericsson để chính thức sáp nhập vào cái tên duy nhất mang tên là Sony Mobile Communications vào năm 2012, điện thoại Sony đã có một sự khởi đầu như mơ với việc nhanh chóng khẳng định tên tuổi với các dòng Xperia S, Ion, Agro và nhất là dòng Xperia Z. Với thiết kế nguyên khối hai mặt kính cùng với các đường nét góc cạnh được thiết kế tỉ mỉ thực sự và sang trọng, thì Sony đã vút bay trở thành một thương hiệu được tôn trọng trên thị trường di động, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Sony Ericsson trước kia. Thử nhìn xem khi mà thử đặt chiếc Xperia Z bên cạnh những chiếc iPhone 5S nhỏ bé hay là Samsung Galaxy vỏ nhựa thì đều cho thấy là những đối thủ của Sony đều trở nên kém sang hơn, khi mà có thể thấy là Sony đã có một màn chào sân tuyệt vời với chiếc Xperia Z. Nhưng mà đáng tiếc rằng Sony có thể lên hương với Xperia Z thì họ cũng nhanh chóng xuống mồ với chính Xperia Z. Chính vì cái bóng quá lớn của chiếc Xperia Z đầu tiên đã khiến cho Sony không dám đổi mới, bởi họ lo sợ rằng fan hâm mộ sẽ quay lưng. Thay vào đó thì trong suốt hơn nửa thập kỷ tiếp theo, thay vì liên tục cách tân thiết kế của mình thì Sony đã lựa chọn cách còn tiêu cực hơn cả Apple với iPhone. Trong khi tâm huyết thì chỉ dám giữ một lối thiết kế tối đa khoảng 3 năm từ iPhone 6 lên tới iPhone 10 mà đã bị dân tình lẫn chuyên gia ném đá dữ dội, thì Sony còn cứng đầu hơn. Khi mà đến tận bây giờ thì những nét cố hữu của Xperia Z hơn nửa thập kỷ vẫn đang hiện hồn đâu đó trên những mẫu Sony mới nhất. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì sự bảo thủ của Sony trong thiết kế cũng chỉ là một phần, mà còn khá nhiều nguyên nhân khác cũng góp phần tạo nên sự thất bại của Sony. Giống như những kẻ thất bại khác như là HTC hay là LG thì Sony đang mắc phải điểm yếu chí mạng về năng lực quảng bá sản phẩm, và điều này đặc biệt giống với lại LG. Không thể hiểu nổi khi mà Sony đang đổ tiền tấn vào quảng cáo cho các dòng sản phẩm thành công của họ như là TV Bravia, hệ sinh thái game PlayStation, thì cái mảng di động lại bị coi như một đứa con ghẻ. Thậm chí là tại nước ta cho đến bây giờ thì chắc chắn vẫn còn rất nhiều người không biết đến sự tồn tại của những chiếc điện thoại Sony cao cấp như là Xperia XZ2 Compact hay là XZ3, trong khi những mẫu máy này đã được bán ra từ rất là lâu rồi. Bên cạnh đó thì tương tự như HTC thì Sony luôn khẳng định giá bán sản phẩm của mình ở mức cao hơn so với mặt bằng chung, nhưng mà lại không chịu đầu tư cho quảng cáo, hay rất nhiều tính năng chủ chốt trên chiếc điện thoại của họ lại bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ cùng tầm. Tất cả đều cho thấy là Sony đang tỏ ra bối rối không biết phải làm gì với chính mảng di động của mình. Nói chung là cho đến bây giờ thì có lẽ chúng ta đã quá mệt mỏi khi mà phải nói đi nói lại rằng về thất bại của Sony để có ngày hôm nay là như thế nào. Vì ngày một con cụm với mảng di động cũng sẽ chỉ nói lên một thực tế rằng chắc chắn sẽ không bao giờ Sony có thể có được kỷ lục 10 triệu máy như chiếc Xperia Z đầu tiên nữa. Cũng phải thôi, khi mà doanh số điện thoại của cả năm chỉ vọn vẹn là có 7 triệu máy thì làm sao có chuyện một kỳ tích mang tên là Xperia Z 2.0 xuất hiện nữa chứ. Thật đáng tiếc cho một thương hiệu di động mà có thời điểm đã có thể vượt lên khỏi tầm ảnh hưởng của những chiếc iPhone. Tạm biệt Sony, chào thân ái và quyết thắng.